chụp xưa xưa đây mong bồn đọc nha bồn bồn đọc nha chụp nha chụp nha sao chụp mấy thằng này phong đây là cụ nâng lươm nâm vô mê điện thầm mấy chụp chụp bồn dưỡng đọc nha cứ tỏ sẵn chênh bì dịp hầu family and friend được nha hay tiện tôn chụp mùi nâng grammar đã đèl bọn tay grammar lượng ní cứ tỏ sẵn bì mê điện tì bì nê dịp hầu family and friend tiện tôn chụp mùi nâng past simple hay là cụ nâng bắt đầu xong khăn tờ lơ past simple របស់ verb have ហើយនឹង be okay អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងបង្រៀនយើងឲ្យទាំងស្រង់ជាមួយនឹង past simple ទម្រង់ជាមួយនឹងប្រយោគសំណស្របសំណួរបដិសេធ okay នឹងឧទាហរណ៍យមន័យក៏ដូចជា diagram okay ឥឡូវយើងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាអឡាយមុននឹងចូលតម្រងយើងនិយាយអំពីនិយមន័យបន្តិចសិនអូខេនិយមន័យក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់ past simple គឺគេថា we use past simple to talk about actions that happens in the past or ended at particular time in the past អូខេចាំបានថាយើងនិយាយ present simple នោះ sorry សុំទោសយើងនិយាយ past simple នោះដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវាកើតឡើងកាលពីអតីតកាលអូខេអញ្ចឹងវាអាចថាចប់នៅពេលណាកំដឹងឬក៏មិនទេណាអូខេបើយើងបានធ្វើហើយអានហើយគឺជាសកម្មភាពដែលយើងនិយាយពីអតីតកាលអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទម្រង់បងប្អូនទម្រង់វាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី3ទម្រង់ដូចគ្នាគឺមាន negative positive និង question ឥឡូវយើងចូលដល់ positiveOkay, positive យើងមាន subject បូកជាមួយនឹង verb to បូកជាមួយនឹង object. Okay, negative យើងមាន subject បូកជាមួយនឹង did បូកមួយនឹង not បូកជាមួយនឹង verb one បូកជាមួយនឹង object.Okay, next question. You mean did bộ chữ mùi nâng sorry subject bộ chữ mùi nâng verb want bộ chữ mùi nâng object this question. Okay, you meanបាយទម្រង់នេះហើយចូលដល់ចំណុច example របស់គ្នា Okay I worked yesterday មិនសមខ្ញុំធ្វើការ Okay, យើងបានហើយយើងបាន6ប្រយោគទាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំនួរឥឡូវយើង check ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទម្រង់របស់យើងឥឡូវយើងមើល subject ប្រយោគស្របរបស់យើងគឺមាន subject plus verb to plus object ឥឡូវយើងមើល subject គឺ I worked គឺជា verb to របស់យើង Okay គឺថាបីនេះ Okay គឺថា I workedYesterday, I worked yesterday. Okay. Mùi tiết, he went out last night. Okay. Chẳng, cứ ví dụ sao được nhé. He, cứ subject, went, cứ verb to. Okay. Last night, he went out last night. Chẳng, cứ bàn tranh cào, mà sao mạnh. Dùng mà sao. Bởi thế, dùng mạnh, okay. Đừng thà, cứ tranh mộng màn mộng ấy đi. Okay. Bởi thế, đừng thà, cứ bàn tranh cào. Okay. Đà ra,Okay, did not work yesterday. And this is the verb padisad. Okay, you mean subject plus did plus not plus verb one plus object. Okay, let's see. Dara is subject. Did not adel, not adel. Worked, okay, verb one. Okay, and this is verb two. Verb two, okay. This is subject. Okay, this is
Dara did not work yesterday. Okay. Nari did not go out go to school, sorry. Nari mình bán tàu sala đây. Bởi thế anh đang dìm cao nà thì phải chạy tích môn sao mai như cơ mà khẽ môn nà rì bán tàu gọi đứng. Bởi thế đứng thá nà rì nó cứ ở bán tàu rồi. Cứ đít sẽ cầm một phía để dưỡng thư bí kinh lòng mò. Ok. Là dù mơ nà rì cứ subject và dưỡng did not not a del hay go cứ chạy verb one to school. Ok. Là dù mơ đò question đòn. Did you watch TV? Ok. Ai thật last night đó. Ta nè bạn mơ tụ tụ hợp đấy. Dũng mánh. Okay. Did you subject you, you nè. I watch the verb one one down. I complete question mark. Okay. Question. Did they wash their hand? Okay. Did they wash their hands? Tập kia bàn liếng tay bao kia đấy. Okay. Bàn liếng. Bây giờ long covid. Okay. Cái copy à. Và did they wash? Yeah. Okay. Chắc là nít cứ did bao dương subject cứ đây cứ subject did đã was cứ verb one. Okay. Alo bàn hỏi hỏi chụp bùa ưu tiên hỏi alo cho đo diagram pa bao dương đây future future present. Ok, lâu dừng mơ ghi thà cứ sự cảm ơn phía việc cả lần là tê tạ cao chẳng là cả phía tê tạ cao chẳng dừng mơ cái này đi cái này đi ok cứ chế sự cảm ơn phía từng lại nó để cả lần phía tê tạ cao. Ok. Ok, miền bản năng bản thân dừng ngày đi dừng bắt đầu rộng vì vừa be đừng have chẳng dừng miền so, like to be and then have rồi có has nó ngay. Ok chẳng là verb to be ní cứ bạn chạy tôi chạy kì am muối is muối a muối chứ nó phát bảo vía nhưng bên đằng tôi chia. Ok bì ní cứ tôi chia was I muốn tên tôi chia verb. Okay. I have nick tôi chia phát vào viết thì tôi chia had. Okay. Okay, giờ lâu giờ mơ ủ tự hò to be. Okay. Nhưng đã tha ok I was sento ta I was sick ada. I was sick yesterday. Mình chẳng mà sao mấy cứ khiếm. Khiếm ai kế? Khiếm chư. Ok. Phần đây là chư ấy đây. Sao mấy khiếm chư. I was sick yesterday. Ok. Nói cứ chừng bà ra cho mùi nâng verb was be. Verb was be dương tình hả? Nên verb be dương cứ anh ấy cứ bà ra cho mùi ai chả tớ. Chừng bà ra cho mùi ai chả tớ. Chừng bà ra cho mùi ai chả tớ. Chừng bà ra cho mùi ai chả tớ. Ok. I was sick yesterday. Khiếm bàn chư mà sao mình khiếm chư thế. À là chúng mơ have muối. Bà đoàn. Vì đã thả. Đã thả ai đã đeo đó. Ai. Kì thả. Ok. Had. Này. I had. A cup. Of. Oops. I have a cup of coffee.
This morning. I had a cup of coffee this morning. Khiếm ban nhâm mà tè, sorry, cà phê mùi keo mà bình bình. I had a cup of coffee this morning. Anh ấy kêu gì prà? Bao kì? Had là ngay, okay, nè. Okay. Anh ấy dùng mực was to be một tiết để à đi người ta chỉ á. Vâng. They were okay. You were happy. Feed the lần nữa. Okay, they were happy with the movie. Okay, so bài này chúng mình nâng chúng mình nâng cúc sầm tố con rồi cả chúng mình nâng riêng con nữa nè. Okay, nó cứ were hay chứ nó cứ về were bao nhiêu part bao bì nhiêu. Okay, okay, mũi tiệt hai mũi tiệt hai nó gặp được cái bạn đó và thà he had shower at 5 okay, good. Ban ngô tự nằm mong cà phê bốn pram là đã this morning ngay đâu. Ok, từ mai nhá. Ok, ok, này cứ part bỏ head bỏ half hay là has hay part bỏ b chẳng part bỏ b việt tàu chia was hay nắng were. Ok, has rồi half rồi cả has việt tàu chia had hay dùng mưa từ hóa được khởi tàu nhé. Cái cặp bà bảo vía was nè had okay had were she were and had one more okay nó dừng chập sập mê riêng nè xin khâm ta dừng đọc thì ai tạm tới cho mùi những video mùi nè ai ở cùng chán okay chụp được lia bye bye.